Xin chào hết tất cả anh em đã quay trở lại kênh của Tuấn Motor nha. Hôm nay Tuấn Motor tiếp tục giới thiệu cho anh em chiếc xe Libe 125 mẫu nhỏ nha. Dòng xe 3 thắng đĩa luôn nha. Dòng xe Libe 125 mẫu nhỏ 3 thắng đĩa nha. Xe còn nguyên zin, máy móc rất là êm nha. Xe giống như hình video luôn. Xe này máy zin nha, máy nổ rất là êm nha. Anh em mua về chỉ có việc sử dụng thôi. Dòng xe mẫu nhỏ này rất thích hợp cho những người lớn tuổi nè, những người nhỏ con, thấp bé, những người này dòng xe màu nhỏ này chạy rất là giọt nha, di chuyển rất là nhẹ luôn. Xe này bên thấy bên Tuấn Motor thấy rất là đẹp luôn. Hệ thống nó tới 3 thắng đĩa, 2 đĩa trước, 1 đĩa sau. Còn máy nó hệ thống nó 2 máy, 2 xi lanh, 2 ống xả, nhìn rất là đẹp luôn. Còn về xăng của nó thì chạy tầm 35 đến 38 cái số 1 lít xăng, rất là lợi xăng. Hộp số nó là 5 số, số 1 trước, 2, 3, 4, 5 móc lên. Hệ thống nó côn tay, Omega tay, rất là dễ sử dụng nha. Xe này còn rất là đẹp, anh thấy là đầy đủ hết, chống đổ đồ, cây gắn cờ, đồ bồ, con đệ bàn đồ, nhìn rất là đẹp luôn. Đó, anh em nào mua thì liên lạc cho em số điện thoại là 0369 669 659 để chốt giá nha. Giá của nó là 41.500. Anh em nào mua thì liên lạc cho em số điện thoại là 0369 669 659 để chốt giá nha. Đồng hồ nó 3 đồng hồ, hệ thống nó 5 số, 1 trước 2 3 4 5 móc lên. Giá của nó là 41.500 nha. Rồi, giá của nó là cực kỳ dễ thương. Giá chỉ có 41.500 thôi. Libe 125 mẫu nhỏ, xe còn nguyên riêng. Giá chỉ có 41.500 nha. Giá cực kỳ dễ thương luôn anh em. Nhông xin đĩa mới nha. Vỏ trước vỏ sau rất là tốt luôn. Rất là mới. Có hai túi da hai bên luôn, túi bình xăng luôn, rất là đẹp. Rồi, địa chỉ bán xe là 262 đường Văn Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Địa chỉ cửa hàng Tuấn Ô Tô là 262 đường Văn Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Xe bên em thấy rất là đẹp luôn. Xe bên em bán ra rất là chuẩn, rất là ok. Anh em mua về chỉ việc sử dụng thôi, không cần làm thêm bất cứ cái gì. Xe này có hệ thống là có trang bị thêm đồ chơi là hai túi da hai bên và túi da bình xăng luôn. Máy móc để em tới tiếng máy nổ luôn cho anh em nghe. Tiếng máy nổ rất là lực, rất là mạnh nè. Máy dòng xe 125. Em xin tới xin tắt máy nha.
em xin tới xin tắt máy nha. Địa chỉ bán xe là 262 đường Văn Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Địa chỉ cửa hàng Tuấn Ô Tô là 262 đường Văn Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Xe bên em thấy rất là đẹp luôn. Xe bên em bán ra rất là chuẩn, rất là ok. Anh em mua về chỉ việc sử dụng thôi, không cần làm thêm bất cứ cái gì. Xe này có hệ thống là có trang bị thêm đồ chơi là hai túi da hai bên và túi da bình xăng luôn. Máy móc để em tới tiếng máy nổ luôn cho anh em nghe. Tiếng máy nổ rất là lực, rất là mạnh nè. Máy dòng xe 125.